chưa hề sử dụng gì cả. Rồi, còn tuyên bố này thì đã là hai cái này là đã qua một lần sử dụng rồi nha. Thì các bạn nhìn thấy ha, ba thái khác nhau hoàn toàn nha. Đối với cái người này á thì lớp mỡ với da nó mỏng, da này ha, lớp mỡ với da, và tuyến vú nó dày từ đây tới đây, tức là bề dày của tuyến vú á nó dày gấp 3 lần cái bề dày của mô mỡ nha. Còn này cũng vậy, bề dày của tuyến vú thì dày, dày rất là dày luôn, dày mô mỡ rất là nhiều, nhưng mà hai cái này á tuyến vú nó teo, cái tiểu thụy nó đã teo rồi, nó chủ yếu chỉ là một sợi vậy thôi, cái còn tiểu thụy không còn bao nhiêu, trong khi tuyến vú này ha, một tiểu thụy nó còn rất là nhiều, tức là nó chưa được sử dụng. Càng sử dụng nhiều tiểu thụy nó càng teo đi, càng mất dần đi nha. Còn chẳng hạn như cô này cũng là mới một lần thôi, nhưng mà mỡ với vú thì tương đương với nhau ha, và chủ yếu chỉ là một sợi, không còn nhìn thấy tiểu thụy đâu nữa. Thì như vậy ha, tùy theo cái mức độ sử dụng của tuyến vú nhiều hay là ít mà cái độ phát triển của nó sẽ sớm hơn hoặc là trễ hơn nha. Thành ra ngày xưa người ta cứ không muốn cho con bú, người ta sợ cho con bú riết nó hư vú, xấu vú này nọ đủ thứ hết, thì cái đó có lý do chứ không phải không có. Cho con bú càng lâu càng nhiều thì tuyến vú nó càng mong phát triển. Rồi thành ra ha, cùng một cái lứa tuổi nhưng mà cái vấn đề sinh dục sinh lý của mỗi người nó khác nhau, ra kiểu thể hiện hình ảnh cũng khác nhau. Người ta nói là cái độ phát triển của tuyến vú là nó bắt đầu từ 30 tuổi trở lên là nó bắt đầu nó phát triển. Nhưng mà ví dụ như với cái cô này mà cô chẳng bao giờ có lấy chồng hết, thì đến 50 tuổi cô cũng chẳng lấy chồng, vú cổ chẳng bao giờ được sử dụng hết, thì như vậy á vú cổ nó vẫn còn trẻ hoài. Và ngược lại, tức là cái tiểu thụy nó cũng sẽ phải phát triển thôi, nhưng mà phát triển rất chậm. Còn ngược lại, chẳng hạn như với 27 tuổi mà 3-4 con rồi, tức là mình sử dụng nó nhiều quá, thì như vậy á, nhiều khi cái vú của những người 28, 29, 30 tuổi mà con nhiều á, mình thấy cái vú như là của những người mà đã mãn kinh rồi á, nó teo chứ không còn cái gì cả. Nó thành ra là nó tùy thuộc vào cái tình trạng sinh lý của mỗi người và cái thể hiện trên hình ảnh khác nhau. Rồi bây giờ trên cái hình này á, là cái đường sữa, tức là cái đường đi của cái tuyến vú ở giai đoạn phôi thai. Ở thời kỳ phôi thai á thì tuyến vú nó nằm ở đây, và khi cái thai á phôi nó bắt đầu nó lớn nhẹ dần ra thì nó sẽ di chuyển đi, thì cái mầm vú sẽ di chuyển như thế này, tức là nó lên tới chỗ mới, nó mất cái chỗ cũ, nó lên chỗ mới, nó mất chỗ cũ ha, và cứ nó đi lên tới vú nách và sau đó nó đóng đô lại đây. Thì như vậy khi mà nó đóng đây rồi thì tất cả những cái chỗ cũ của nó là phải mất đi hết, thì cái đường này người ta gọi là đường sữa. Nhưng mà vì một lý do gì nó không chịu mất hết, nó còn rơi lạc ở đâu đó trên cái đường đi của nó một vài vết tích, thì cái đó người ta gọi tuyến vú phụ là không có thừa. Thì như vậy nó sẽ có ba cái cách. Một á, là nó chỉ có thừa cái đống vú thôi, nhưng mà bên dưới nó hoàn toàn không có tuyến, hoặc là nó chỉ có tuyến mà nó không có đống, hoặc là chỉ cả hai là vừa có đống vừa có tuyến như trong trường hợp này. Thì như vậy nếu mà nó có đầy đủ cả đống và tuyến, như vậy khi mà người ta có con cho con bú là gì thì cái này nó vẫn hoạt động luôn ha. Còn nếu như mà nó chỉ có tuyến mà nó không có nướng thì tức là người ta căng sữa, người ta cho con bú có căng sữa là gì đó, thì sữa nó không có đường nó thoát ra, nó sẽ làm người ta rất là đau. Còn nếu như mà nó chỉ có nướng mà nó không có tuyến gì hết thì nó chỉ là giống như cục thừa vậy thôi, ngoài ra không có gì hết nha. Thì như vậy á, nếu như bệnh lý của tuyến vú chính nó là cái gì, tuyến vú phụ nó cũng có những bệnh lý di căn như vậy. Nếu chỉ có vô tuyến thì nó vẫn có thể có ung thư tuyến vú phụ như thường. Và tuyến vú phụ thường hay gặp nhất là ở vùng hố nách hai bên. Có khi cái người đó, người phụ nữ đó hoàn toàn không hề biết là mình đã từng có tuyến vú phụ. Cho đến một cái ngày mà người ta có con, người ta cho con bú và cái sữa nó căng lên và thoát ra ngoài đó, thì lúc đó nó mới ứ lại cái đó và nó tạo thành những cái khối cột lòng thòng như thế này. Và có thể là ngay cái đứa con đầu tiên cái gì vậy đó, người ta không phát hiện, trong đến đứa 34 gì đó người ta mới phát hiện là mình có cái tuyến vú, chứ không phải là tuyến vú nó hoạt động ngay từ cái đứa con đầu tiên đâu nha. Ra như cô này nè, là đứa con đầu tiên hoàn toàn bình thường, có gì chưa, cho đến cái đứa cái gì thì khi mà có 2-5 tháng thì bắt đầu mới là cái hai mắt bự ra, nó sưng lên, nó hơi đau đau, thì đi khám người ta nói là tuyến vú thôi, chờ cho con uống xong hết thì tin. Trong quá trình mà cho con bú thì tuyến vú phụ nó hoạt động nhiều quá, thành ra là mình thấy nó bự ra và các ống sữa nó giãn từng lên bên trong đó.
đó, vì nó căng sữa mà nó không có chỗ thoát nó, thành ra mình nhìn thấy nó giống như là mấy cái thông người ta đeo cái thông Noel vậy đó. Rồi thì cái đó là những cái nét sơ lược về cái giải phẫu giống như là sinh lý của túi vú. Bây giờ đối với những cái tiêu chuẩn siêu âm thì các bạn nhớ như thế này nha, siêu âm không có vai trò để phát hiện ung thư sớm của túi vú. Cái ung thư sớm này mình định nghĩa trong hai cách á, một là ung thư tiền xâm lấn, tức là còn ung thư tại chỗ á, thì siêu âm hoàn toàn không có vai trò, và cái đó là vai trò của nhu ảnh. Và những cái ung thư sớm, tức là ung thư kích thước nhỏ đó, tức là đường kính nó nhỏ 1 cm đó, thì siêu âm có thể được. Nó là ung thư kích thước nhỏ chứ chưa chắc nó đã là ung thư tiền xâm lấn nha. Thành ra là siêu âm thì nó có thể được, chứ còn mà ung thư mà ở giai đoạn chưa xâm lấn thì hoàn toàn không phải là vai trò của siêu âm, mà là vai trò của nhu ảnh. Thì như vậy á, trên siêu âm 5-10% trường hợp là những cái ung thư vú không được nhìn ra được trên siêu âm. 5-10% trường hợp mình có thể bỏ sót ung thư vú nếu mình chỉ dùng đơn thuần siêu âm để kiểm tra ung thư vú đó thôi. Cái hai nữa là đối với những ung thư vú mà ở giai đoạn sớm là mình hoàn toàn không phát hiện được bằng siêu âm ha. Và cái thứ ba nữa là những ung thư tiểu thủy, ung thư tiểu thủy mà nó chưa xâm lấn thì mình cũng không có nhìn ra được nó, và đến khi mà nó là ung thư tiểu thủy xâm lấn rồi thì nó cũng giống y hệt như là một ung thư vú xâm lấn bình thường. Đó là hai cái mà nó y hệt với nhau. Bây giờ trước khi mô tả một cái sang thương, trước khi kết luận một cái sang thương đó là lành tính hay là ác tính, mình phải biết những cái tiêu chuẩn như thế nào để mô tả một sang thương đó. Vì như vậy á, về mặt hình thái đối với những cái tổn thương thì mình phải mô tả gần hết những cái yếu tố này. Khi mà các bạn làm siêu âm á, muốn mô tả một sang thương, các bạn phải nhớ giúp tôi những cái vấn đề mà mình phải mô tả trong cái tờ tường trình cái siêu âm của mình. Tại vì sao tôi nói như thế này, thì một số trường hợp á, các bác sĩ làm vì bệnh đau quá hay là vì là biến quá hay là sao không biết, nhưng mà nói rất là sơ sài. Ví dụ như vậy, như mô tả sang thương thì kém, khối vị trí mấy giờ thì cũng kém, giới hạn rõ không rõ, rồi không thì cái kết luận là cũng sơ tuyến. Còn cái thì cũng kém, giới hạn hơi rõ, cái kết luận là không điển hình lành tính, nghĩa là nó không đủ dữ kiện để khi mà cái người ta đọc vô, người ta không phân biệt được hai cái sự khác biệt giữa một cái là mình kết luận nó là ung thư tuyến, còn cái kia mình kết luận nó là ung thư. Thành ra là mình phải nhớ những cái bước như thế này, và mình cái nào mà nó có mình phải mô tả, thậm chí những cái dấu hiệu âm mình cũng phải mô tả để cho người ta biết là mình có tiền rồi mà mình không có thấy đó. Chứ mình đừng có mô tả sơ sài quá thì nó không có hay, rồi sau này khi mà mình hồi cứu lại cũng rất là khó. Vì bây giờ về hình dạng á, thì đối với những tổn thương lành tính bình thường nó có hình tròn, hình dục, bầu dục. Còn ngược lại đối với tổn thương ác tính thì cái hình nó không ra một cái hình thù gì hết. Nên người ta gọi là vô định hình, chứ không có hình, không có định ra được một cái hình đó là hình tròn, hình bầu dục, hình vuông, hình chữ nhật hay là gì đó, không có được cái hình thù gì hết. Rồi bây giờ về cái tỷ số mà giữa đường kính trước sau, tức là về sâu của chúng cuốn khối đó, trên cái đường kính ngang, tức là deep trên quai, thì cái này chỉ áp dụng cho những cái sang thương nào mà có cái kích thước nhỏ 2 cm thôi. Còn nếu kích thước lớn 2 cm thì không áp dụng được. Thì nếu như mà mình lấy deep trên quai mà nhỏ 0.8 thì là lành tính, mà lớn 0.8 thì là ác tính. Nhỏ 0.8 tức là đường kính trước sau nè, chia cho đường kính ngang, mà nhỏ 0.8 thì là cái khối đó nó cái bề ngang, cái bề sâu á, cái bề nào mới lớn hơn hả? Ít, tức là đường kính trước sau ha, đi từ trước ra sau, rồi ngang là đường kính ngang của cái sang thương đó. Và bây giờ nếu mình lấy đường kính trước sau chia cho đường kính ngang mà nó nhỏ 0.8, tức là nhỏ 1 á, thì như vậy là cái tử số phải nhỏ hay là lớn? Nhỏ, đúng không? Tức là như vậy có nghĩa là đường kính ngang nó lớn hơn đường kính trước sau, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà nó lớn hơn 0.8 có nghĩa là sao? Có nghĩa là đường kính trước sau nó bắt đầu tăng dần lên, tăng
tăng dần lên, có thể nó lên tới là 1, lớp không có 8, không có 9 là 1 ha. Tức là nếu mà nó là 1 thì sau là trước sau là ngang bằng nhau rồi. Thì nếu nó lớn hơn 1 nữa thì tức là tử số nó lớn hơn là mẫu số là nhiều, đúng không? Thì như vậy đó, khi mà mình lấy trước sau mà mình chia cho ngang với một cái sang thương nhỏ 2cm mà nhỏ 0.8 thì là lành tính, lớn 0.8 thì là ác tính. Và đương nhiên cái chỉ số này không phải là nó là cái chỉ số quyết định, nó chỉ là tất cả những cái tiêu chuẩn mà mình đưa ra là những chỉ số tham khảo. Và từ những cái vấn đề tham khảo đó, 3, 4, 5 yếu tố gì đó thì mình mới bắt đầu đưa cái kết luận, chứ không phải là mình chỉ lấy một yếu tố để rồi kết luận cái cuộc đó nó là lành tính hay là ác tính. Nhưng mình phải tổng hợp nhiều yếu tố để mình đưa lên kết luận cuối cùng. Rồi bây giờ tới cái độ hồi âm của cái sang thương. Thì các bạn thấy á, cái vú á, từ nhỏ tới già hình ảnh cái vú nó có thay đổi không? Cái khối sợi tuyến nó có thay đổi không? Khối sợi tuyến nó có thay đổi không? Có, nó thay đổi rất là nhiều luôn. Từ một cái đứa nhỏ nó chỉ là cái mầm vú ha, cho đến một cái bà già, cái vú phát triển rồi cái vú rất là thay đổi. Do đó người ta không bao giờ người ta lấy cái khối sợi tuyến, cái mô tuyến của khối sợi tuyến nó làm cho nền chuẩn. Mặc dù ung thư là ung thư của cái tuyến, nhưng người ta không lấy cái tuyến làm chuẩn để người ta so sánh cái độ hồi âm. Ví dụ như bây giờ trong cái siêu âm gan chẳng hạn, mình nói là có một cái sang thương ở con gan, có nghĩa là mình đang so sánh cái sang thương đó với lại cái mô nền của gan, và mình nói nó kém, có nghĩa là nó kém hơn cái độ hồi âm của chuẩn mô gan, đúng không? Mình nói sang thương của dày, có nghĩa là nó phải dày hơn với lại cái chuẩn mô gan. Cái đâu nói là kém là kém hơn cái gì đó, mình phải hiểu ngặt như vậy, chứ còn nói kém dày không có được. Mình phải hiểu là mình đang so sánh nó với cái mô gan bình thường còn lại, và mình biết là nó dày hơn thì mình nói là sang thương của dày, nó kém hơn thì mình nói là sang thương của kém. Còn đối với tuyến vú thì mình nói dày thì kém, mình phải so sánh với mô mỡ, tại vì mô mỡ thì nó không thay đổi theo lứa tuổi của người ta, còn trong khi khối sợi tuyến lại rất là thay đổi ha. Thì như vậy một cái sang thương nào mà có độ hồi âm nó lớn hơn mô mỡ, tức là nó dày hơn mô mỡ, thì thường là những sang thương lành tính. Và cái sang thương mà nó có độ hồi âm kém hơn mô mỡ, nhất là rất là kém luôn, so với mô mỡ thì thông thường nó là ác tính nha. Mình lấy mô mỡ làm cái đường chuẩn để mình so sánh. Rồi tổn thương lành tính thì thường đồng nhất, ác tính thì không đồng nhất ha. Bôi hóa ở trong u hay là bôi hóa ở ngoài u, bôi hóa to, bôi hóa nhỏ, có thoái hóa nang ở bên trong hay không, bờ nó đều không đều, giới hạn nó rõ hay không rõ, rồi nó có bóng lưng bên hay không. Các bạn biết bóng lưng bên không? Cái bóng lưng bên là gì không? Cái bóng lưng không? Cái gì nó có bóng lưng? Sỏi, đúng không? Sỏi bóng lưng, bóng lưng nó nằm ở đâu? Nằm ngay sau cái cục sỏi. Còn gì bóng lưng bên là nằm đâu? Nằm bên thì gọi là bóng lưng bên, đúng không? Nó nằm một bên thì gọi là bóng lưng bên. Rồi thì như vậy có nghĩa là sao? Ví dụ như giờ đây nó là một u nằm đây ha. Ví dụ như một u nằm đây, bóng lưng bên nó sẽ nằm đâu? Nó nằm ở hai bên, đúng không? Một u, ví dụ như có u nằm đây, đầu dò sóng siêu âm mình từ đây đi xuống, và khi đi qua một u mình thấy hai bên này nó có bóng lưng, vậy cái đó mình gọi là bóng lưng bên, đúng không? Thì khi mà có bóng lưng bên, điều đó có nghĩa là gì? Là cái bờ này của nó rất là rõ, rất là nét. Thành ra khi mà cái sóng siêu âm nó đi qua đây, nó làm tiếp tuyến ở đây được. Và cái mô sợi của cái này nó mới cản âm từ từ để xuống đây, nó không còn cái gì đi xuống đây nữa hết, thì lúc đó nó tạo bóng lưng nha. Thành ra khi mà mình thấy bóng lưng bên, điều đó có nghĩa là bờ bên này phải rõ, bờ bên này giới hạn rất là rõ nha. Và bờ bên giới hạn rõ thường là lành tính nha. Còn ví dụ như nha, sang thương nó nhăm nhở như thế này, nó không có một cái vỏ bao rõ ràng, một giới hạn rõ ràng thì nó không tạo được bóng lưng bên. Sang thương mà bờ nó gồ ghề như thế này nó không có bóng lưng bên nha. Rồi có cái halo eo dày, ví dụ như trong cái ung thư vú nó có cái halo eo dày. Sang thương ác tính có halo, sang thương lành tính không có halo ha. Rồi cái âm ở phía sau u nó có tăng âm hoặc là giảm âm phía sau. Cái chút nữa mình coi cái hình halo mình sẽ hiểu hình ảnh halo là gì, tại sao lại có trong ung thư. Thì đây là mình mô tả tại chỗ, mô tả cái cục mà mình nhìn thấy, một cái sang thương mình nhìn thấy. Vậy tiếp theo đó mình phải mô tả kế bên nó, kế bên nó mình coi là cái mô vú kế bên nó
nó có bị cắt cụt hay không, nó có bị xâm nhiễm, nó bị đứt đoạn hay không, hay là nó bị xô đẩy một bên thôi. Tại vì thường cái sang thương lành tính thì nó chỉ xô người ta để choáng mấy cái chỗ đó, nhưng mà ngược lại sang thương ác tính thì nó sẽ xâm lấn từ 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 từ, chứ nó không có dấu hiệu xô đẩy nhiều nha. Rồi mở ở kế bên cái sang thương đó có tăng cái độ hồi âm lên hay không. Nếu như mà mở không thay đổi thì là chưa có bị xâm nhiễm, còn nếu mở mà bị xâm nhiễm rồi thì nó sẽ đưa lên tình trạng là tăng cái độ hồi âm của nó. Và những cái tĩnh mạch có bị giảm hay không, hoặc là huyết bị giảm hay không, nó có dày da hay không, có hạch hay không, tất cả những cái này mình phải mô tả hết. Thậm chí là có những nơi các bác sĩ làm siêu âm mô tả được bú thì là hoàn toàn không thể nói gì tới cái hạch, hoặc là có khi đó, trong máy đã cài sẵn cái chữ hạch, hạch mắt không thấy rồi, thì đến khi mà mình mô tả xong rồi mình cũng không xóa luôn cái chữ hạch mắt không thấy luôn, mà mình cứ để nhẹ mình in ra. Mặc dù bệnh nhân này là ung thư vú, có bệnh khác thì hạch thôi là hạch. Hạch á nghĩa là chỉ cần rờ là thấy rồi, chứ không phải là phải dùng cái siêu âm nữa. Nhưng mà vì mình khám á, mình chỉ kéo cái áo ngang tới đây thôi, rồi cái mắt thì coi không có rõ được. Nó bệnh nhân thì hai tay giữ hai cái áo vậy nè, chứ đâu có đưa tay cao lên được để mà coi rõ luôn á. Thành ra là hạch mắt thì rất là to, nhưng mà trong mô tả thì là mắt không thấy. Rồi mình coi cái bướu nó có di động hay không ha, nó có dính vào các cơn mạc hay không. Thì như vậy á, để mô tả một cái sang thương á, hoàn toàn không phải là đơn giản. Các bạn thấy ha, mình mô tả tại chỗ, rồi xung quanh nó có những dấu hiệu gì, tất cả những cái đó mình mô tả ra. Và từ những cái dữ kiện này mình mới bắt đầu đưa tới cái kết luận của mình, nó là lành tính hay ác tính. Nên là cái yếu tố lành cũng không rõ, ác cũng không rõ, mình xếp nó vào nhóm trung gian, tức là không điển hình của một cái lành. Và khi mình mô tả nó, mình nhớ là mình xếp theo giờ ha, tính từ cái trứng vú, tính từ cái trung tâm của trứng vú và mình xếp nó theo giờ, thì giống như là cái đồng hồ thì nó chỉ có 12 giờ thôi nha, chứ không có cần AM hay PM, cũng cần tính theo 24 giờ ha. Tại vì có những trường hợp tôi đã thấy rồi, các bệnh nhân được mô tả đó là sang thương có vị trí 15 giờ chẳng hạn, 15 giờ không biết là 15 giờ hay giờ khám bệnh hay là giờ gì không biết, mà đây là 15 giờ 20 giờ đó. Thành ra là đồng hồ này chỉ có 12 tiếng thôi. Và các cái đứng cuốn là bao nhiêu cm ha, thì mình cũng mô tả ra, ví dụ như vị trí 12 giờ các đứng cuốn là 3 cm, có một sang thương gì đó, thì mình mô tả ra những cái người lâm sàng, dù cho cái sang thương đó không rờ thấy được trên lâm sàng thì người ta cũng có thể định hướng được là nó đang ở đâu. Rồi khi mà mình làm cái mô tả xong hết rồi á, thì mình mới bắt đầu xếp cái sang thương đó vào trong cái nhóm nào. Thì đây là cái phân loại của ACE đưa ra cho một cái, đây là những cái gọi là những cái dữ kiện để mà mình hướng tới cái sang thương này, mình sẽ xử lý nó như thế nào, mình xếp nó vào là loại nào, để từ đó mình quyết định là cái hướng mình xử lý nó ra sao. Thì đây á là một tiếng nói chung giữa nhà hình ảnh và lâm sàng. Tại vì bây giờ nhiều khi hình ảnh nói dữ lắm luôn, mà cuối cùng ở lâm sàng họ không hiểu cái người này muốn nói cái gì ha, lành hay là không lành, ác không ác, họ không hiểu. Thành ra bây giờ người ta mới đưa ra một cái thuật ngữ chung cho cả hai, để mà khi mà mình xếp vào, à nghe nói vi đắp 3, vi đắp 4 là người ta biết, à cái này là nghi ngờ ung thư rất là nhiều. Còn ví dụ như nói là vi đắp 1 có nghĩa là cái lành tính không có sao hết, thì đây là một thuật ngữ để cả hai cùng hiểu nhau, để từ đó mình đưa lên cái vấn đề là mình phải xử lý bệnh nhân. Thì như vậy VH1 có là bình thường, thành ra chỉ cần theo dõi như là một người bình thường thôi. VH2 tức là những cái tổn thương mình nhìn thấy được, và tổn thương đó là tổn thương lành tính ha, mình không cần thiết phải xử lý tổn thương đó. Ví dụ những cái nang vú chẳng hạn, nang vú lành tính không nhất thiết rút ra, mình phải mổ lấy cái nang làm gì không có, để đó và mình theo dõi như là một người bình thường. Rồi bây giờ tới cái VH3 là một cái virus mà cái sang thương mình nhìn thấy được nhiều khả năng nó là lành tính. Có nghĩa là khi mình nói khả năng lành tính, đây có nghĩa là khoảng 75% mình nghĩ nó là lành tính, và mình cho theo dõi định kỳ 6 tháng một lần. Cái virus 4 thì ở đây người ta sẽ chia nó ra làm 3 cái nhóm là 4A, 4B, 4C. Tức là khả năng nghi ngờ đó, nó thay đổi từ 2 đến 95%. Nha, nếu mà nghi ngờ ít thì làm nhóm 4A, mà nghi ngờ nhiều tức là 4C.
Và khi đã xếp nó vào nhóm 4 rồi thì bắt buộc phải có một xác định môn học nha. Chẳng hạn như làm sinh thiết, một phần sinh thiết trọn hay làm F&A hay là sinh thiết bằng kim gì đó tùy, nhưng mà bắt buộc phải có một sự can thiệp để có xác định môn học là lành hay là nặng, từ đó hướng tới cái khả năng điều trị của mình, cái cách điều trị của mình. Thì như vậy khi mà mình xếp nó vào giai đoạn 3 mình có thể không can thiệp để theo dõi được, nhưng nếu đã xếp vào giai đoạn 4 thì bắt buộc phải can thiệp để có kết quả môn học. Thật ra cái quan trọng là cái người hình ảnh là cái người xếp, cái người hình ảnh là cái người xếp giai đoạn, cái người lâm sàng cứ theo giai đoạn đó mà làm. Thành ra nếu như bây giờ một cái sang thương tôi nói là giai đoạn 4 thì như vậy bắt buộc phải có môn học. Nhưng mà nếu mà mình làm mô tả không kỹ, cuối cùng mình thấy những cái dữ kiện ác tính của nó không có, mà dữ kiện lành tính thì là nhiều, cái lần xếp vào giai đoạn 2 thì có nghĩa là người ta không làm gì hết, là lành tính mà, đúng không? Giai đoạn 2 là lành tính, không cần làm gì đến hết, chỉ theo dõi định kỳ như bao nhiêu người khác thôi. Thì như vậy là cái tiên lượng của bệnh nhân khác hoàn toàn luôn nha. Hoặc là ví dụ như mình xếp vào giai đoạn 3 thì như vậy á, mình chậm trễ đi cái can thiệp đó mất 6 tháng của người ta. Thành ra là chính vì vậy á, người ta mới xếp vào, chia ra ba cái phân nhóm nhỏ nữa là ABC, để khi mà mình nói là 4C có nghĩa là phải can thiệp sớm lắm á. Còn vì đó 4A mình còn chừng chừng chút xíu một vài tháng nha. Rồi nếu như mình nói là vì đó 5 có nghĩa là cái nghi ngờ của mình là trên 95%, mình nghi ngờ nó là ung thư. Và khi nói là vì đó 6 có nghĩa là ung thư đó đã biết rồi, và bây giờ mình chỉ là cái người làm cho nó đủ vi lăng để người ta điều trị thôi, thì cái đó mình xếp nó vào vị đó 6. Thì như vậy sau khi mô tả xong thương xong là mình phải xếp nó vào vị đó này để mà giữa mình và lâm sàng có cái tiếng nói chung với nhau. Rồi bây giờ cho các bạn nghĩ